Hello mọi người, hôm nay Su với Miss K đã trở lại rồi đây, và chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 mùi nước hoa thích hợp được dùng nhiều nhất cho mùa hè nha. Và chúng mình cũng bắt đầu luôn thôi. Và vị trí thứ 5 thuộc về em Jo Malone Blackberry and Pay. Ở Việt Nam thì Jo Malone rất là nổi tiếng với các bạn rồi, nhưng mà mình lại thấy cái mùi hương này rất là ít được nhắc đến á. Thì cá nhân mình á thì lại thấy cái mùi hương này rất là hay ho, rất là độc đáo và đáng trải nghiệm trong mùa hè này. Mùi hương này có thể được miêu tả như là mùi trái cây quyện rất là tốt với mùi gỗ và mùi lá nguyệt quế. Mình thật sự chưa ngửi cái mùi lá nguyệt quế bao giờ, nhưng mà lại thấy nó có một chút gì đó rất là giống với cái mùi lá mò gai mà được dùng trong phở Việt Nam mình á. Vậy nên mình nghĩ là nếu mà bạn là không có thích cái mùi lá ở trong nước hoa, không có thích cái mùi lá mò gai, đặc biệt là mùi lá mò gai á, thì chưa chắc là thích em này đâu ha. Mùi này rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, nên cái mùi này có thể dùng cho unisex luôn, cả nam và nữ đều dùng được. Mùi Jo Malone này nó cho mình cái cảm giác rất là tươi mát, rất là hay ho. Mình cảm khi mà xịt em này á, mình cảm giác nó giống như là mình ra đường mà ngửi thấy mùi cỏ mới cắt vào buổi sáng sớm vậy đó. Nó cho mình một cái năng lượng rất là tích cực, rất là vui vẻ và nó tràn đầy năng lượng luôn. Và mặc dù cái mùi này nó rất là hay ho, rất là độc đáo đi, nhưng mà nó lại không hề lưu hương tốt và giá thành lại cực kỳ cao nữa. Cái mùi này 90ml mà mình mua hơn 400.000 rồi, mà cái chai 30ml mà nó bằng một cái chai full size của các cái dòng khác như Versace hay là D&G luôn. Nên nếu mà bạn có thể đầu tư á, thì cái mùi hương này rất là đáng để mà trải nghiệm cho mùa hè này luôn nha. Vị trí thứ tư sẽ thuộc về em Be Delicious của DKNY này. Và đây có thể nói là trái táo huyền thoại, là chai nước hoa mơ ước của các chị em của thế hệ 8X đầu 9X như mình. Khi mà mình còn nhỏ, mình tới nhà nào mà trưng cái em này trên bàn trang điểm là kiểu trời ơi, tốt quá, cô ấy thiệt là may mắn. Thì em này nó rất là thịnh hành, rất là nổi tiếng vào cái thời đó và cho tới tận bây giờ luôn. Thì cái mùi hương này là mùi dưa leo, táo và một hoa nhài trắng. Thì mình lại ngửi cái mùi dưa leo nhiều hơn trong em này nha. Và mình khi mà xịt lên là mình có cảm giác như đang đứng như cái vườn dưa leo được trồng ở trên sân thượng vậy đó, rất là mát. Thì em này có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là em ấy rất là dễ xài, dịp nào bạn xài cũng được, đi chơi, đi làm, đi họp mặt, đi dự tiệc gì đó, và độ tuổi nào cũng xài được luôn, từ teenager cho tới 40-50 đều dùng, có thể dùng được. Thì và em ấy lưu hương cực kỳ tốt luôn nha. Bạn có thể xịt từ sáng mà tới chiều tối mà mình vẫn có thể nghe được cái mùi hương em này luôn á, lưu hương rất là tốt. Giá thành cũng cực kỳ ok nữa, mình nhớ không lầm á là khoảng trên dưới 1.2 triệu cho em 100ml luôn. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm là em này thì bởi vì rất là thịnh hành, rất là nổi tiếng, nên khi mà bạn xịt một phát á là người ta sẽ biết bạn dùng nước hoa gì luôn. Thì khi mà bạn xài nước hoa là kiểu bạn sẽ gây cho người ta cái tò mò, gây cho người ta thích thú, và kiểu như người ta phải hỏi bạn là dùng nước hoa gì. Thì em này mình nghĩ là bạn chắc chắn là nhận được lời khen là bạn thơm quá, nhưng mà người ta sẽ biết là bạn dùng mùi gì luôn, nên nó sẽ không còn được độc đáo nữa. Nếu bạn là một cô nàng yêu thích cái sự ngọt ngào, trẻ trung, nữ tính và đang tìm kiếm một mùi hương dành cho mùa hè, thì mình highly recommend em Mon Paris của YSL này luôn nha. Đây là mùi hương mà khi mà mình sử dụng nó cho mình cái cảm giác rất là thanh lịch của Miss Dior và kiểu ngọt ngào thu hút của Giorgio Armani, một sự kết hợp rất là hoàn hảo với hai dòng nước hoa mình mới kể trên. Thì mỗi lần mà mình dùng em này á, là mình chắc chắn là nhận được lời khen từ tất cả mọi người luôn, kiểu như đi ngang qua là mình sẽ chắc chắn là hỏi bạn xài mùi nước hoa gì vậy gì đó. Và kiểu và các bạn nam rất thích mùi nước hoa này luôn nha. Nên mình có thể kết luận là em này không chỉ thích hợp dành cho mùa hè mà còn thích hợp dành cho những buổi hẹn hò nữa. Đặc biệt là buổi hẹn hò đầu tiên, bạn chắc chắn là sẽ gây ấn tượng rất là tốt, rất là ngọt ngào, nữ tính cho đối phương hen. Thì mùi hương này cũng khá là đáng để mà đầu tư, vì em ấy lưu hương cũng rất là tốt, tầm 7-8 tiếng lận, mặc dù là mùi hương khá là ngọt ngào, thanh mát. Nên
đây sẽ là một cái phụ kiện, một cái sự phụ kiện rất là cần thiết dành cho những cô nàng bánh bèo, ngọt ngào và yêu màu hường. Vị trí thứ hai sẽ thuộc về em Acqua di Sol của Giorgio Armani. Cho đến bây giờ thì mình vẫn chưa kiếm được cái em khác có thể thay thế em này khi mà sắp đi du lịch hết, đặc biệt là du lịch biển á. Khi mà xịt em này thôi, nó cho mình cái cảm giác như là mát lạnh. Đây giống như là đang ngồi dưới một cái bãi biển đầy nắng mà thưởng thức cái ly mojito, một cái ly cocktail mà được làm từ rượu ngọt, bạc hà và chanh, cũng giống như là những cái nguyên liệu để mà tạo nên cái em nước hoa này. Và em này phải nói là cực kỳ dễ xài, giống như cái em Be Delicious DKNY vừa rồi luôn. Và đặc biệt là rất là sang trọng, rất là cổ điển. Bạn có thể dùng cái loại nước hoa này đi đám cưới luôn nha. Và mùi hương này và rất là thích hợp để dùng trong tất cả các mùa trong năm, tất cả các dịp luôn. Chỉ trừ nếu mà mùa đông bạn ở Hà Nội hay là Đà Lạt mà lạnh quá thì em này nó hơi mát quá thôi, không thích hợp. Còn lại thì ở Sài Gòn thì dùng mỗi lúc mỗi nơi. Đây là cái loại nước hoa mà khi mà mình ra đường mà mình không biết dùng mùi gì á, là mình cứ chỉ nghe em này thôi. Mình có thể hiểu là tại sao em ấy trở thành signature scent của một ai đó dễ dàng đến như vậy, tại cái độ dễ dàng và tiện dụng khi mà dùng em này. Signature scent có thể hiểu là bạn xài mỗi lúc mỗi nơi, bất cứ lúc nào và bạn xuất hiện là người ta chỉ có ngửi thấy mùi đó thôi đó. Thì em này rất là xứng đáng để mà ở vị trí thứ hai nha. Vị trí quán quân của chủ đề lần này không một ai khác, đó chính là Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản Intense nha. Và không có ngẫu nhiên hay vô tình hay vô ý mà em ấy trở thành top seller trên toàn thế giới cho những ngày hè nắng nóng. Thì khi mà mình đọc review trên các trang nước ngoài á và coi YouTuber khác á, thì em ấy còn được mệnh danh là hơi thở tươi mát của mùa hè. Mình kiểu cảm giác như cường độ quá ấy, kiểu không thể nào mà kiểu thích được đến như vậy, cho đến khi mình mua và mình thử rồi thì nghiện luôn mấy bạn ơi. Thì cho dù có những cái ngày mà nóng cực kỳ, nóng khó chịu cực kỳ, bạn không muốn dùng nước hoa mà dùng em này rồi á, là nó sẽ cho bạn cái cảm giác như là mát, rất là mát và dễ chịu cho chính mình và những cái người ngồi kế bên và ngửi thấy nó luôn. Thì em này á, mình dùng rất nhiều trong những cái ngày nắng nóng nè, trong những cái ngày mà mình muốn thay đổi tâm trạng, những cái ngày mà mình đang buồn á, đang khó chịu mà xịt em này một phát á là kiểu tỉnh ngủ luôn, kiểu tỉnh luôn á. Thì em này á, là xịt nó cái mùi chanh á, lúc đầu á thì khoảng 5 phút đầu thì nó hơi khá là nồng. Và sau đó thì khi mà mùi chanh dịu xuống, bạn sẽ cảm nhận được cái hương mùa hè rất là thoải mái của mùi táo và mùi nhài nha. Còn nếu mà bạn cảm giác sau 5 phút mà bạn vẫn cảm thấy hơi khó chịu á, thì mình nghĩ là bạn không thích mùi chanh này lắm và hãy trở về em Acqua di Sol của Giorgio Armani. Mùi đó cũng rất là thích hợp trong ngày hè và nồng độ chanh thì nó ít hơn em này một chút xíu. Thì đây cũng là một cái loại nước hoa mà thích hợp cho những cái bạn gái mà đi tập gym và cũng thích xịt nước hoa, thì chỉ em này thì quá xuất sắc, quá xuất sắc cho mùa hè luôn, 10 điểm. Ok, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn 5 loại nước hoa mà mình dùng nhiều nhất cho mùa hè rồi đó. Còn nếu bạn dùng một cái mùi hương khác và muốn giới thiệu với mình thì hãy comment bên dưới cho mình cùng biết luôn nha. Và chúng mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.